giảm ngoạn mục 18 kg cho chị Tú Anh 30 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chị Ánh gặp tình trạng thừa cân sau sinh, mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng. Đợt sinh xong bé đầu tiên thì chị lên tận 18 kg và chị đã giảm 15 kg do chị đã sử dụng công nghệ Mesolybo bên em. Đợt sinh hai bé sinh đôi này của chị xong thì chị đã lên 20 kg và chị cảm thấy cơ thể của mình nó rất là nặng nề. Rất là mong muốn Lavender By Chang sẽ giúp cho chị giảm được nhiều nhất số cân nặng có thể. Nếu mà được giảm 15 đến 18 kg thì càng tốt. Sau thăm khám, chị Tú Anh được chỉ định sử dụng liệu trình giảm cân Carbolite mới nhất. Chị sẽ được làm máy Tesla Wave, ứng dụng cơ chế sóng từ trường năng lượng cao, tác động đốt mỡ từ sâu, làm săn chắc bó cơ. Máy carbon sao với sóng siêu âm, hai phu, dò tim và đốt cháy nốt đến 95% mỡ dưới da. Cuối cùng, chị được đi một mũi tinh chất Carbolite chứa hơn 50 loại enzyme sống lên men từ phôi thực vật, giúp phá hủy và thải sạch mỡ nội tạng. Với liệu trình giảm cân Carbolite, chị Tú Anh giảm thành công 18 kg, thu nhỏ 29 cm vòng eo, bụng săn gọn, cơ thể nhẹ nhõm hơn. Eo của chị là ngày trước là phải tầm 100 ấy, bây giờ giảm nó còn chỉ còn có 70-71 thôi. Cuộc sống của chị nó vui vẻ hơn, không bị nặng nề. Mình tự tin mặc những bộ đồ mình không dám mặc nữa, ví dụ như những cái bộ đồ body này, và tự tin lên ảnh lên hình nữa. Khi mỗi lần làm về thì các cái cơ của chị nó chỉ hơi đau nhức như kiểu mình đi tập thể dục về thôi, và không có một cái phải nghỉ dưỡng hay phục hồi nào cả. Ngay từ buổi đầu tiên là chị đã cảm thấy cơ thể của chị đã thay đổi rồi, là vòng eo của chị nó cũng nhỏ đi và đùi cũng gọn lại. Nhưng mà để mà thay đổi rõ rệt nhất thì là sẽ là buổi thứ hai, thì là cơ thể của mình nó sẽ dần và cân nặng của mình nó sẽ giảm dần luôn em ạ. Đúng như cam kết thì công nghệ này giảm cân nhanh, hiệu quả và tuyệt đối an toàn đối với tất cả mẹ bỉm sau sinh như chị. Bạn có muốn là người tiếp theo? Đăng ký ngay để được tư vấn giảm cân Carbolite, giảm 10 kg chỉ sau 1 tháng.